Vâng thưa bạn, vậy là mẫu xe Honda HR-V đã chính thức ra mắt với hai mức giá bán như các bạn đã thấy. Và nếu như các bạn hãy so sánh với giá của Hyundai Kona và giá của Ford EcoSport, các bạn có quan điểm như thế nào? Vui lòng comment bên dưới clip nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mẫu xe này. Vâng thưa bạn, xét về thiết kế tổng thể thì Honda HR-V có một kiểu dáng mềm mại và coupe hơn so với người đàn anh là Honda CR-V. Và nếu như bạn là người đàn ông mạnh mẽ, tôi tin bạn sẽ chọn Honda CR-V. Tuy nhiên, nếu là một người phụ nữ thì tôi sẽ chọn Honda HR-V với những cái đường nét nó mềm mại. Và đặc biệt là nếu như các bạn quan sát vào phần đầu xe thì sẽ rất nổi bật với đèn full LED. Có lẽ đèn full LED trên các dòng xe Honda bây giờ đã quá phổ biến rồi. Chúng ta đã thấy trên Honda Civic, chúng ta đã thấy trên Honda HR-V, chúng ta đã thấy trên người đàn anh là Honda CR-V. Và nếu như xét về full LED thì full LED của Honda HR-V, đèn pha LED, cốt LED, đèn sương mù LED, đèn hậu cũng LED, có nghĩa là LED hết. Chúng ta hãy nhìn sang những cái đối thủ như là Hyundai Kona. Thì với Hyundai Kona thì cũng dùng công nghệ bi-LED trên đèn pha, đèn chiếu xa chiếu gần. Tuy nhiên đèn pha của Kona thì được đưa xuống dưới, một thiết kế khá lạ mắt. Nhưng nếu như so với Ford EcoSport thì EcoSport vẫn dùng công nghệ đèn halogen rất cổ điển. Và các bạn hãy dành một phút để quan sát phần đầu của nó nhé. Thưa bạn, về chiều dài tổng thể cũng như chiều dài cơ sở của Honda HR-V thì có nhỉnh hơn Hyundai Kona nếu như chúng ta so sánh trực tiếp, nó khoảng hơn 10 phân. Và chính điều đó khiến cho Honda HR-V có một cái dáng trông nó bề thế hơn và trông nó rộng rãi hơn. Và các bạn đã thấy đấy, một mẫu xe nhỏ, ống đứng nó chỉ ngang tầm mắt này thôi. Những mẫu xe nhỏ ngày nay thì rất là tiện dụng khi mà chúng ta đi trong phố. Và một cái chi tiết khá hay mà Hùng muốn chia sẻ với các bạn, đấy là cái chức năng Smart Key. Smart Key của Honda HR-V thì nếu như xe đang tắt máy như thế này, thì nếu mà mình cầm chìa khóa mình đi ra 2m rưỡi, 3m, đó, nó sẽ tự động khóa lại. Đây là một tính năng khá là an toàn nếu như chúng ta đôi khi có thể quên khóa cửa khi mà chúng ta rời xe. Và các bạn hãy quan sát bộ la răng, một bộ la răng nhìn chung là cũng tương đối đẹp. Bộ la răng trên Honda HR-V chỉ có kích thước là 17 inch thôi, còn so với Kona thì nó sử dụng bộ vành 18 inch. Và một điểm cũng khá đặc biệt, đấy chính là tay nắm cửa ở cửa sau. Vâng, tay nắm cửa đã được đưa lên phía trên khá cao. Điều đó nó khiến cho cái phần đuôi xe của HR-V trông rất là đẹp. Tuy nhiên về mặt sử dụng thì người lớn không có vấn đề, nhưng với một em bé baby với một chiều cao thì chắc chắn sẽ phải gọi mommy và sẽ cần sự trợ giúp của người lớn khi mà hơi khó bới lên này. Tất nhiên là bới em bé nhỏ thôi, còn em bé có khoảng 7-8 tuổi thì cũng có thể là mở được rồi. Trong những năm vừa qua thì các cái dòng xe của Honda được cải tiến rất là mạnh mẽ về thiết kế, và đặc biệt là phần đuôi xe đã trở nên hài hòa và cân đối hơn rất nhiều. Và nếu như mà nói về thiết kế của đuôi xe HR-V, thực ra thì Hùng lại rất thích phần đuôi. Nó có cái gì đấy nữ tính và đàn bà hơn. Vâng, các bạn có thể quan sát này, cụm đèn này rất đẹp, đèn full LED nhá, mạ chrome chạy xuyên suốt, cũng rất là thấp thôi. Mình có thể so sánh này, mới đến cổ thôi. Một chiếc camera lùi, mở cốp điện, chưa có đá cốp nha các bạn, hệ thống cảm biến. Và một chiếc cốp phải nói là rất rộng nếu như so với Hyundai Kona và Ford EcoSport. Bây giờ mình có một cái vali như thế này, các bạn có thể so sánh một cái tương quan. Tuy nhiên khi mình kéo ra thì nó sẽ bị vướng các cái G lên đây, do cái sự chênh lệch về độ cao. Ở phía sau này cũng có một cái cổng sạc đầu ra là 12V, chúng ta có thể sử dụng. Bên dưới là một chiếc lốp dự phòng cũng khá là đơn giản. Và bánh này là bánh vành đúc luôn, cũng giống như bốn chiếc vành kia đã trang bị. Và thưa các bạn, chiếc cốp đã rộng rồi, nhưng khi mà Hùng gập tiếp hàng ghế thứ hai xuống nữa thì đây là cả một cái không gian phải nói
rất rộng trên một cái mẫu xe nhỏ nha các bạn. Mình có thể đi vào bò. Để mà nói mà rộng thì nó rộng hơn Kona và mẫu EcoSport là cái chắc rồi. Chưa cần đo đạc gì cả. Mình chỉ cần làm một cái thao tác đi qua như vậy cũng có thể cảm nhận được rồi. Vâng, thưa các bạn, ra vào nhớ với tay lên trên mà mở cửa nhá. Đấy, nó là một kiểu thiết kế. Và tiếng đóng cửa nghe chắc nịch. Xe nhập nghe tiếng nó cũng có khác đấy. Và thưa các bạn, một mẫu xe SUV phân khúc hạng B, tức là SUV cỡ nhỏ, nhưng các bạn có thể thấy này, khoảng trống đầu gối của tôi vẫn tới hơn một găng tay, tức là hơn 20 phân, khi chiếc ghế phía trước của tôi cũng đã được xếp đặt ở cái vị trí mà tôi ngồi được. Rất rộng, phần đầu xe tương đối đủ thôi, khi mà cái phần phía sau này được lõm để nó cân đối cho cái việc là thiết kế thêm cái cửa sổ trời toàn cảnh. Và cửa sổ trời toàn cảnh này cũng là một cái lợi thế của HR-V. Trên đây là một bể tỉ tay. Bể tỉ tay này không có chỗ để chai nước, và chỗ để chai nước được thiết kế ở đây hoặc ở bên thành cửa như thế này. Ở phía sau này chưa được trang bị cửa gió điều hòa nha các bạn, cũng chưa có được cái khe cắm USB. Tôi nghĩ là những cái tính năng này nên có trên HR-V, một trong những cái mẫu xe mà được đánh giá là nhỏ gọn và tiện dụng dành cho đô thị. Vâng, sàn thì cũng tương đối phẳng, tương đối phẳng thôi chứ không phẳng hoàn toàn. Và chỗ ngồi ở đây cũng được, khá tốt ấy. Ghế ngồi độ ngả khá tốt. Nhìn chung là nếu như đánh giá về không gian phía sau của Honda HR-V thì tôi nghĩ đây là một cái lợi thế rất hay của HR-V, khi mà toàn bộ cái không gian rất rộng. Nhưng chưa hết, chúng ta còn có thể tùy biến cái không gian này rất hay. Lúc nãy tôi đã giới thiệu để tạo thêm cái không gian cho toàn bộ cái cốp chứa đồ phía sau chúng ta khi mà chúng ta gập sàn phẳng. Nhưng chiếc ghế này với một tính năng rất hay nha, gọi là chiếc ghế thần kỳ. Và nếu như các bạn đã xem mẫu Honda Jazz mà chúng tôi đã giới thiệu rồi với 5 chế độ, thì mẫu HR-V này có 3 chế độ. Tôi gập lên, rất đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần đẩy lên kẹp như thế này đã được khóa. Và như các bạn có thể thấy đây. Và chúng ta cũng có thể nằm ngửa ra được bằng cách như thế này, gập nốt cái hàng ghế này ra. Đấy, tôi có thể đi trong này nhá, đi tiến đi lùi rất rộng. Và khi mà những hàng ghế này được xếp ra, bạn có thể ngồi và bạn có thể bỏ rất nhiều đôi giày. Nếu như bạn là một người phụ nữ yêu những đôi giày, thích mua sắm những đôi giày, thì các bạn có thể xếp rất ngăn nắp những cái đôi giày ở ngay phía dưới cái hàng ghế này. 4, 5, 6 đôi thoải mái, tùy các bạn. Vâng, thưa các bạn, tiếng đóng cửa vẫn rất quen thuộc trên những chiếc xe nhập phập phịch. Khởi động nút bấm. Giao diện đồng hồ rất đặc trưng của Honda, đơn giản nhưng mà cũng khá là tinh tế. Một chiếc vô lăng khá là nhỏ gọn, nhưng một điểm tôi ấn tượng đấy chính là lẫy chuyển số sau vô lăng. Đây là một cái chi tiết mà tôi khá thích trên các dòng xe Honda, bởi vì là các dòng xe Honda họ luôn hướng tới những cái tính năng thể thao. Vâng, vô lăng được điều chỉnh cơ bốn hướng nha các bạn. Định lắc sang bên nhưng không được. Còn đối với các trang bị cơ bản thì vẫn là cruise control, vẫn là điều khiển can thiệp vào màn hình, kết nối Bluetooth, rồi đồng hồ vân vân, rất là cơ bản. Và xe thì được trang bị có chức năng lái eco, tức là lái tiết kiệm, và có cả hướng dẫn lái eco coaching. Khi mà chúng ta lái thì có bông hoa màu xanh bên cạnh này, rồi là có cái đồng hồ để khiến chúng ta có thể biết được khi nào chúng ta lái tiết kiệm nhiên liệu. Về mặt thiết kế tổng thể ở phía trước này thì tôi có thể xem chắc chắn tiếng đập cũng như tiếng đóng cửa, đập đến đâu biết đến đấy, chắc đến đấy. Và toàn bộ cái phần chức năng giao tiếp với người lái thì đều được hướng với tới tài xế. Đây là một cái thiết kế bất đối xứng, trông cũng khá hay, khá đẹp. Ngay cả chiếc cửa gió điều hòa này cũng vậy, các bạn có thể thấy đây, hai cái ô hình thang này. Nhưng bên này lại là một dàn dài. Tôi thích cái thiết kế này, mặc dù có thể nói về mặt thẩm mỹ thì trông nó không được bắt mắt cho lắm, nhưng về mặt luồng gió rồi cung cấp cái nguồn không khí thì tôi thích cái thiết kế này. Và các bạn có thể thấy thì đây là điều hòa hai vùng độc lập ạ. Các bạn, đây điều hòa hai vùng độc lập, chúng ta có thể sync này. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh bằng cảm ứng.
Vâng, tôi rất thích cái chi tiết này. Một chiếc cần số rất nhỏ gọn và phanh tay điện tử brake hold, những chức năng rất là cơ bản. Tôi thì tôi thích cái chức năng brake hold này. Với cái điều kiện sử dụng như ở Hà Nội thì chúng ta có thể đi lên đi xuống các cái hầm chung cư hoặc là lên những con dốc rất nhiều, thì brake hold nó một chức năng hỗ trợ cho người lái rất tuyệt vời. Và một chiếc bệ tỳ tay có kéo lên được xong kéo xuống được không, hoặc da sờ thì rất thích, cũng như da vô lăng đó. Miết. Nói chung là da thì sờ rất sướng, nhìn chất thì không phải là xịn lắm, bởi vì với những cái dòng xe cứ từ 6 đến 800 triệu thì chúng ta khó có thể đòi hỏi nhiều được. Nhưng mà về các cái điểm chứa đồ thì sao? Đó. Chúng ta có thể để vào đây. Và thậm chí có thể nhét vào đây nếu cần. Có cả một cái không gian bên dưới này. Và hơi đáng tiếc một chút, một chiếc màn hình nó hơi lạc lõng giữa một cái không gian khá là hiện đại. Tôi thì tôi thích cái thiết kế của cái màn hình Civic phiên bản turbo hơn. Vâng, trông nó rất là đẹp và hiện đại. Tôi cũng thử sử dụng xem. Chúng ta có thể cảm ứng thì khá tốt, nhưng mà độ phân giải thì không thực sự tốt. Vâng, camera lùi với ba cái chế độ chiếu. Chúng ta có thể chiếu rộng, chiếu hơi xa và chiếu... Thì ở cái màn hình này thì như Hùng đã chia sẻ thì độ phân giải nó không phải là quá cao, nhưng mà nói đủ dùng thì đủ dùng mà thôi. Vâng, thưa các bạn, nếu như cái phần thiết kế từ cái phần bảng điều khiển điều hòa đến với cái công sôn cũng như cái bệ tỳ tay này, thực sự là cái điểm mà Hùng rất thích trên cái Honda HR-V. Tuy nhiên, nếu như chúng ta quan sát về cái phần thiết kế của cái cửa gió điều hòa cũng như cái màn hình này thì so với cả Hyundai Kona hay là Ford EcoSport thì thực sự là trông nó đặc trưng của xe Nhật hơn. Và gương chiếu hậu là gương chống chói nha các bạn. Một chiếc cốp hộp đựng đồ phía trước. Cần số trên HR-V thì khá là nhỏ gọn và đẹp. Và hộp số HR-V sử dụng là hộp số CVT. Honda gần đây rất ưa chuộng cái hộp số này. Và nếu như chúng ta nhìn sang Kona thì bản cao nhất là dùng bản turbo ạ, là dùng hộp số liên hợp kép 7 cấp. Còn hai bản còn lại là sử dụng hộp số tự động 6 cấp, cũng như cái EcoSport cũng vậy, cũng sử dụng hộp số 6 cấp. Đấy là những cái thông tin tương quan mà chúng ta có thể nắm thêm. Và thưa các bạn, trong một cái không gian nhỏ như thế này thôi, nhưng mà Honda HR-V bản L, bản cao cấp nhất, được trang bị 6 túi khí. Và thưa các bạn, những cái mẫu xe nhỏ ngày nay trong phân khúc nhỏ thôi nhưng mà trang bị túi khí là khá nhiều. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị những cái tính năng an toàn rất là cơ bản truyền thống, như là hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử, vân vân, những cái chức năng gần như là không thể thiếu trên những cái mẫu xe hiện đại ngày nay. Với một thiết kế mềm mại, đơn giản và khá tinh tế, đáng yêu, và một cái không gian rất là rộng rãi trên HR-V, đấy là những cái điểm mà cho rằng rất là nổi bật. Còn quan điểm của các bạn như thế nào về cái mẫu xe này, hãy vui lòng comment bên dưới clip nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.